trở lại kênh Cuộc Sống Thú Vị của mình nha. Giờ mình đi khám phá công trình đường cao tốc các bạn. Giờ mình đi bắt đầu từ kinh 5 qua kinh 8, đầu mình của mình đi là 2 cây số. Coi những cái xe công trình này các bạn. Con xe này dài 0.45 nha các bạn. Nó đang phục vụ công trình đầu tiên ở bên kinh 5 nha. Các bạn theo mình khám phá công trường đường cao tốc nha các bạn. Rồi những cái xe nào phục vụ ở công trường nha. Chiều dài của mình đi là 2 km từ kinh 5 mình qua tới kinh 8. Thử coi bao nhiêu xe phục vụ công trình nha các bạn. Nào là xe gì thì gì để mình đi khám phá nha các bạn. Rồi giờ tiếp tục đi các bạn. Tiếp tục đi lại hướng tới các bạn. Nó đang có một con xe cũ rất là dài, xanh dài các bạn. Rồi giờ mình tới con xe cũ luôn các bạn ơi. Bắt tìm tên ở đây này. Xe cẩu này rất là khủng nữa các bạn. Rồi mình tiếp tục đi dài qua kinh 8 các bạn, dài qua coi những cái xe nào mà đang. Rồi bây giờ mình thấy con xe cẩu nữa các bạn. Xe này cũng rất là dài. Đây mình quay lên cái cặn coi như vậy ha. Rồi mình thấy cái hiệu xe này đấy, là lại gần rồi, hiệu xe này gì các bạn. Rồi hiệu xe nó là Zoom Leon Q80. Rồi hiệu của loại xe này các bạn, Zoom Leon Q80 các bạn. Rồi, xe rất là cũ. Quay xuống phà rồi nha các bạn. Đây một con xe nữa các bạn ơi. Để mình lại gần coi con xe này tên gì nữa các bạn. Chiều dài của mình đi khám phá công trình này là 2 km nữa các bạn. Từ kinh 5 qua kinh 8.
này ở huyện Tân Hiệp các bạn, tỉnh Kiên Giang. Bình Kinh 5 thì xã Thạnh Trị, Bình Kinh 8 thì xã Thạnh Đông A, Thạnh Đông các bạn, Đông A. Rồi hiệu của con xe này là Dynabat nha các bạn. Đời máy là CA602. Cũng dạng xe lưu luôn các bạn. Rồi con xe này, con xe đang phục vụ công trình đường cao tốc luôn các bạn. Là giờ là mình đi được, khám phá được là 6 xe rồi các bạn. Giờ mình tiếp tục đi các bạn. Rồi các bạn theo mình coi công trình là được mấy xe phục vụ nha các bạn. Công trình này rất là khủng các bạn, rất là lớn. Rồi mình đi dài qua nha các bạn. Giờ sắp tới kinh 7 rồi. Rồi mình mời gặp cái xe cuốc luôn các bạn, mà là xe này nó là 7 xe. À, để mình đi vòng vòng coi mình cái đề máy là đề xe này đề máy nha các bạn. Xe này đang nghỉ các bạn. Sumasu chữ 6. Sumasu hả? À, xe này Sumasu nha các bạn. À, Sumasu chữ 6 các bạn. À, con xe cuốc. Sumasu chữ 6. Rồi con xe đang nghỉ mệt chút các bạn. Rồi mình tiếp tục lại con xe này là thứ 8 nha các bạn. Cũng dạng xe lưu mà mình không biết tờ máy mấy. Để mình hỏi anh tài xế nha. Rồi đang lưu công trình đường cao tốc các bạn. Xe này tên nó là Ham nha các bạn. Dạng xe lưu. Rồi mình tiếp tục đi dài qua kênh 8 các bạn. Rồi mới tới kênh 7 à. Lộ trình của mình đi là 2 km các bạn. Rồi bao nhiêu xe đang phục vụ công trình nha các bạn. Rồi giờ mình tới con xe thứ 9 là xe ban nha các bạn. Xe ban cho mà mặt đường nó bằng phẳng các bạn. Xe này đang nghỉ các bạn. Rồi mình quay vòng vòng coi cái xe này nó làm sao. Rồi có anh tài xế thực tập lên luôn. Ồ, con xe này có 6 bánh. Rồi hiệu của nó là Mít 3. Xe ban. Rồi con xe này thứ 9 các bạn. Cũng là chiếc xe Ham mà đang đậu. Cũng dạng xe lưu. Bây giờ là 9 xe các bạn. Rồi mình là tiếp tục lại đó, mình thấy rất là nhiều xe đang đậu nghỉ ở đó các bạn. Rồi thì mình tới cái xe thứ 10, này là xe Ben. Xe này giống chở bộ đội hồi xưa mà giờ công trình lấy về phục vụ các bạn. Giờ chế lại làm xe ben chở cát đá. À, xe này phục vụ bộ đội hồi xưa đó các bạn. Đó. Mẫu nó vẫn còn gì mà chế là cái ben. À, mấy xe đang nghỉ đậu các bạn. Ở đây cũng con xe ben nữa các bạn, cũng
đời hồi xưa luôn, đời chở bộ đội hồi xưa đó các bạn. Giờ cũng đem về làm công trình đó. Xe này thứ 11 các bạn. Con đường này gà làm rất là khủng, rất là nhiều xe phục vụ nó các bạn. Xe cuốc Hitachi Yashic 2200 nha các bạn. Đây cũng đang đậu nghỉ, càng dài quá các bạn. Xe này thứ 13 nha các bạn. Đậu kế bên là cũng chiếc xe ban các bạn. Ban mặt đường cho bằng đó. Mà xe này bự hơn xe nãy các bạn. Xe này là thứ 13. Komatsu. Đó, xe này rất là bự. Bây giờ mình đi tìm hiểu ba chiếc xe, 13 chiếc nha các bạn, đang phục vụ công trình. Còn ở bên kia mình thấy chiếc Sakai các bạn, XV520D, cũng dạng xe lưu, đang đậu nghỉ luôn. Đây mình gặp cái xe ủi luôn các bạn. Xe ủi này đời khác xe nãy các bạn. Này quá cũ mất tiêu đời mấy, hiệu mấy hết rồi. Đang đầu nghỉ luôn. Đúng các bạn. Rồi xe này là xe thứ 15. Xe ủi này các bạn. Đó, mình tiếp tục đi qua bên đó các bạn. Còn mấy xe đậu bạn nữa. Rồi xe thứ 16 các bạn. Rồi xe 16 cũng đang đậu nghỉ các bạn. Con Gobe Yutani. Rồi mình tiếp tục đi tham quan cái xe khác nha các bạn. Tới con xe tự chế đổ bê tông. Xe thứ 17 các bạn. Đó. Trộn bê tông rồi đổ luôn. Lấy máy dầu. Rồi tới con xe cuốc Sumitomo X265 thứ 18 con xe các bạn. Đang đậu nghỉ luôn. Tới con xe Gobe này Utanit nha các bạn. XK045 đang làm việc luôn, phục vụ công trình đường cao tốc các bạn. Mình lại mấy xe đó nữa các bạn. Rồi mình cào gặp chiếc máy cài Fiat 450. Con xe này thứ 19. Cái xe này chắc chở dầu các bạn. Chế chở dầu máy cài. Rồi xe 19. Rồi lạ lạ các bạn. Rồi kế bên là con Gobe cũng Utanit các bạn. Đang phục vụ công trình múc đá. Múc đá lên xe ben. Rồi con xe đó là thứ 20 các bạn. Con xe này máy cài này chở nước các bạn. Rồi con rồi xe tải ben này cũng phục vụ công trình luôn các bạn. 20. Xe thứ 20 đang chở đá. Có xe này 21 các bạn, cũng xe ben. Tới xe thứ 20 các bạn, 21 các bạn. Còn xe này mang tên là xe rùa ban đá các bạn. Phá mặt bằng cho bằng đó. Mình tham quan xe này lạ lạ nè.
nó bỏ đá mặt lên các bạn. Rồi con xe này 24 các bạn, đang phục vụ công trình luôn, dẫn xe lưu nữa các bạn. Rồi mình tiếp tục đi xe khác các bạn. Rồi một xe đang lưu luôn các bạn, 25 rồi, đang làm phục vụ các bạn. Rồi 26, xe thứ 26 các bạn. Rồi, xe trước 27 rồi các bạn. Rồi tới con xe Komatsu nữa các bạn, BC120 đang nằm đợi đấy các bạn, nằm nghỉ. Rồi tới kênh 8 rồi các bạn. À, mình tới kênh 8. À, tới kênh 8 rồi các bạn. Chiều dài mình đi là 2 km. Rồi mà thấy con xe Hitachi đang làm bánh đó các bạn. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, cộng gãi cho mình nha các bạn.